Saddam tại thủ đô Baghdad vào sáng sớm nay và hiện đã kiểm soát ít nhất một phần sân bay này. Đây là tin được hãng tin BBC của Anh, kênh truyền hình ABC của Mỹ và hãng thông tấn AFP của Pháp đăng tải. Hàng ngàn quân đội thuộc sư đoàn pháo binh số 3 của Mỹ đã tiến về sân bay Saddam ở thủ đô Baghdad từ hướng Tây Nam và theo các hãng thông tấn, đội quân này không gặp nhiều sự kháng cự lắm. Trong khi đó, thủ đô Baghdad đêm qua cũng bị không kích dữ dội và lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, thủ đô Baghdad rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Iraq Tariq Aziz tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ không thể chiếm được Baghdad và nói về một cuộc chiến tranh kéo dài và tốn kém. Ông Aziz cho biết thành phố Baghdad được bảo vệ một cách tốt nhất và không dễ gì liên quân có thể chiếm được thành phố này. Ông Aziz cũng cho biết thêm, ban lãnh đạo Iraq vẫn ở trong tình trạng tốt, đang chỉ huy quân đội và nhân dân chiến đấu và vẫn đang kiểm soát được tình hình. Trong bom đạn, đài truyền hình Iraq đêm qua vẫn phát đi hình ảnh cuộc họp các thành viên đảng PAS cầm quyền của Iraq do Tổng thống Saddam Hussein chủ trì. Tham gia có đông đủ các quan chức và tướng lĩnh trong quân đội và có phó Tổng thống Iraq Ramadan. Tổng thống Saddam Hussein đã kêu gọi nhân dân Iraq chiến đấu với liên quân Mỹ Anh bằng tay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã loại trừ bất kỳ một thỏa thuận nào cho phép Tổng thống Iraq Saddam Hussein tiếp tục nắm quyền tại Iraq. Còn Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tuyên bố Liên Hiệp Quốc sẽ có một vai trò ở Iraq thời hậu chiến. Tuy nhiên, liên quân Mỹ-Anh phải có vai trò đầu tàu trong tất cả các quyết định. Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tuyên bố sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq phải được bảo đảm sau chiến tranh và dầu khí cũng như tài nguyên của Iraq phải do người dân Iraq kiểm soát. Phát biểu tại Quốc hội Đức ngày hôm qua, mùng 3 tháng 4, Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cho rằng Liên Hợp Quốc phải đóng một vai trò quan trọng trong việc tái thiết Iraq. Thủ tướng Đức Schröder, người luôn phản đối cuộc chiến Iraq, đã bày tỏ hy vọng cuộc chiến Iraq sẽ sớm kết thúc để người dân Iraq có thể sống trong hòa bình. Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên Hợp Quốc phải đóng một vai trò trung tâm đối với tương lai của Iraq. Người dân Iraq phải được quyết định tương lai của mình. Các quyền lợi của người dân Iraq phải được đảm bảo. Dầu khí và các tài nguyên khác của Iraq phải do chính người dân nước này kiểm soát. Các hãng hàng không và du lịch quốc tế là những nạn nhân đầu tiên bị tác động trực tiếp và tức thì bởi cuộc chiến Iraq. Vậy là hai ngành kinh tế này đã không có cơ hội gượng dậy sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đang chuẩn bị một chương trình khuyến mại giảm giá vé tới 20% cho các chuyến bay châu Âu. Hãng American Airlines của Mỹ dường như đang bên bờ vực phá sản, trong khi đó hãng hàng không quốc gia Nhật Bản JAL phải hủy bỏ hoặc hoãn nhiều chuyến bay quốc tế. Riêng lượng khách đăng ký của JAL trong tháng 4 năm 2003 giảm từ 10 đến 20% và hãng phải thay đổi lịch trình của 9 đường bay quốc tế. Cuộc chiến Iraq còn tác động mạnh đến ngành du lịch toàn cầu. Hội đồng Thế giới về Du lịch và Lữ hành, một tổ chức tập hợp các hãng du lịch lớn trên thế giới, cho rằng ngành du lịch quốc tế đang trong tình trạng báo động do phải gánh chịu hậu quả trực tiếp từ cuộc chiến. Theo dự báo của hội đồng này, ngành du lịch thế giới năm 2003 sẽ thất thu tới 28 tỷ euro và khoảng 3 triệu lao động có nguy cơ bị sa thải. Tại Nhật Bản, các công ty du lịch cho biết lượng khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản giảm đáng kể, khiến ngành du lịch nước này bị thất thu khoảng 10 triệu đô la Mỹ một tháng. Tờ Buổi Chiều Bỉ nhận định, cuộc chiến tranh Iraq không chỉ giáng những tổn thất nặng nề vào người dân Iraq, mà hậu quả của nó đã lan tỏa ra khắp các vùng ngoài lãnh thổ Iraq, gây thiệt hại kinh tế lớn trên phạm vi toàn cầu. Ngành du lịch của Jordani, nước láng giềng với Iraq, đã bắt đầu phải gánh chịu những tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh Iraq. Du lịch tại Jordani đang tụt giảm thảm hại. Không có du khách, chỉ toàn nhà báo, hay một số quan chức ngoại giao. Còn giới kinh doanh thì dài cổ chờ đợi bên những quầy lễ tân khách sạn luôn mở cửa nhưng chẳng mấy ai bước vào. Sau cuộc xung đột Israel-Palestine ở biên giới phía Tây, ngành du lịch Jordani lại phải vật lộn với hậu quả của cuộc chiến Iraq ở biên giới phía Đông. Khu di sản nổi tiếng Petra của Jordani là một ví dụ điển hình. Con đường dẫn đến tòa công trình 2.000 năm tuổi này vắng teo. Như thể chưa có ai biết đến nó, họa chăng chỉ có một vài nhà báo đưa tin chiến sĩ Iraq hiện thể tạt qua đây. Nằm trong cột đá có từ triều đại Nabatean đứng im lìm và chơi trọi, khi mà trước đây mỗi ngày có tới 2.000 du khách đến đây. Cũng trước đây mỗi ngày, anh Mohamed, một hướng dẫn viên du lịch tại Petra, kiếm được 70 đô la Mỹ và bây giờ hầu như không có đồng nào. Cuộc chiến tại Iraq đã ảnh hưởng tới du lịch của Jordani và toàn Trung Đông. Trước đây chúng tôi đón biết bao du khách, giờ thì chẳng qua.
Còn Hosni, một người cho thuê ngựa du lịch, cũng tỏ ra lo lắng cho tương lai thị trấn Petra, 20.000 dân hoàn toàn sống dựa vào du lịch này. Chiến tranh tại Iraq đã khiến chúng tôi không còn du khách, không có gì cả, mọi người mất kế sinh nhai. Với khu di sản Petra, Jordani từng là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới, nhưng bây giờ thì đây lại là một trong những điểm du lịch vắng vẻ nhất thế giới. Chiến tranh tại Iraq đã làm thay đổi tất cả. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết.